Xin chào tất cả các bạn. Noel thì chỉ còn mấy ngày nữa là tới rồi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm một ông già tuyết để làm móc khóa tặng người yêu thương của mình, hoặc là các bạn có thể dùng để treo trang trí vào cây thông Noel nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị thì có những màu hạt cơ bản như màu đen và màu trắng nhé. Một hạt tròn đỏ to và hai hạt tròn nhỏ. Và những hạt đen nữa, đen nhỏ để làm tay. Nó cũng rất là dễ, đơn giản thôi. Móc khóa này, rồi một cây kim và độ khoảng 1,5 m dây cước cho mình nhé. Chúng ta sẽ làm từ trên xuống dưới, có nghĩa là chúng ta sẽ làm phần hạt đen trước nhé các bạn ạ. Làm phần hạt đen trước nhé. Đầu tiên các bạn lấy cho mình 5 hạt màu đen. Như thế này nhé. Chúng ta sẽ buộc nó lại. Đây, 5 hạt màu đen. Đầu tiên các bạn cứ buộc lại cho mình nhé. Buộc lại cố định. Đó. Qua một chân này, các bạn lấy cho mình 3 hộp màu đen tiếp nhé. Bắt chéo tạo thành một vòng 4. Rồi, tiếp tục lại qua một chân. Qua một chân các bạn lại cũng lấy cho mình 2 hộp nhé. Hai hộp màu đen, bắt chéo tạo thành một vòng 4 nhé. Tiếp tục qua một chân tiếp, cũng lấy 2 hộp đen, bắt chéo tạo thành vòng 4. Hai hộp đen, vòng cuối cùng nhé. Vòng cuối cùng các bạn xỏ lên đây, các bạn lấy một hộp đen thôi, bắt chéo tạo thành một vòng 4 nhé. Xuyên vào một hộp đen bất kỳ đây. Vậy là chúng ta đã phần đi được cái phần tóc đầu tiên rồi đấy. Rồi giờ các bạn sẽ lấy cho mình 4 hạt màu trắng, chúng ta bắt chéo tạo thành một vòng 5 nhé. 4 hạt màu trắng đây, bắt chéo qua hạt này để tạo thành một vòng mặt nạ. Đó. Vòng 5. Tiếp tục các bạn lấy cho mình 2 hộp trắng và 1 hộp đen nhé. Cũng tạo thành một vòng 5. Qua tiếp một chân, các bạn lại lấy 3 hộp trắng cho mình. Bắt chéo tạo thành một vòng 5 tiếp. Qua một chân, lấy tiếp 3 hộp trắng tạo thành một vòng 5. Vòng cuối cùng các bạn lên hộp trắng và một hộp đen, nghĩa là qua 2 hộp nhé. Các bạn lấy một hộp đen và một hộp trắng này, làm đúng theo vòng của mình nhé. Một đen và một trắng nhé. Được chưa? Rồi.
Các bạn lấy cho mình 3 hộp màu trắng. Bắt chéo tạo thành một vòng 5. Lại xuyên qua hai chân tiếp. Tiếp tục lấy 2 hộp màu trắng. Bắt chéo tạo thành một vòng 5. Qua hai chân tiếp. Chúng ta đều cứ qua hai chân nhé, để làm tạo thành một vòng 5 nhé các bạn nhé. Qua hai chân này. Vòng cuối cùng này. Lên một chân, lên một hàng. Lấy một hạt thôi. Tạo thành vòng 5 cuối cùng nhé. Được 5 hạt cuối. Giờ chúng ta lại tạo thành một vòng 5 nữa. Qua một chân rồi, các bạn lấy 4 hạt nhé. Tiếp 3 hộp nhé. Tạo thành vòng 5. Lại qua tiếp một chân. Lấy tiếp 3 hộp. Tạo thành vòng 5. Tiếp qua một chân tiếp. Tiếp cho mình 3 hộp. Vòng cuối cùng. Lên 2 hộp. Lấy 2 hộp thôi. Bắt chéo tạo thành vòng 5 nhé. Rồi. Chúng ta đi thu lại cái mình này. Các bạn lấy cho mình 3 hộp. Cũng đi những vòng 5 nhé. Nhưng mà qua 2 chân. Đấy. Qua 2 chân. Tiếp tục. Qua 2 chân nữa. Lấy 2 hộp thôi. Tạo thành vòng 5. Qua 2 chân. 2 hộp nhé. Lâu dậy một tí mà. Các bạn lại lấy 2 hộp nhé. Lên đây. Lấy 1 hộp thôi. Và chúng ta đã được hết phần mình đúng không?